cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình, đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Thưa các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cùng với các bạn cách làm món me ngào với khóm rất là ngon. Bây giờ mình sẽ làm cái món này nhé. Sau Tết đó các bạn, thì là cái mùa me chín, thì mình mua được cái me vườn, mình tách vỏ ra như thế này thì mình làm cái món me xào khóm nó sẽ rất là ngon. Mình sẽ bằm cái khóm này cho nó nhỏ ra. Mình cũng không có làm cho cái khóm này nó quá vụn thì nó sẽ không có ngon nha các bạn. Mình không có muốn xào cái khóm này nó quá lâu, nó sẽ làm mềm khóm, thì mình lọc bớt cái nước khóm. Mình làm cái me xào khóm này mình không có tách hộp nó ra, cho nên mình sẽ cho cái nước sôi vào. Mình dầm cái me này ra. Sẽ dầm cho đến khi cái thịt và hạt me nó tách rời ra như vậy là được nè các bạn. Cái gừng này thì mình không có cắt nhỏ mà mình sẽ đập cho nó dập ra các bạn. Mình cũng có thể cắt lại những cái phần gừng này cho nó ngắn lại cũng được nha các bạn. Mình cho đường vô đây luôn. Cho một muỗng cà phê muối vào chung. Mình trộn đều cho cái phần đường muối và khóm nó thấm với nhau. Và các bạn có thể để cho cái muối, đường và khóm này ướp khoảng chừng 1 giờ đồng hồ, mình sên nó sẽ rất là ngon. Khóm này mình không có xay nó quá nhỏ, nó sẽ không ngon. Mình bằm nó cỡ như thế này là được rồi nè các bạn. Và mình sẽ ngào cái khóm này cho đến khi nào cái nước đường nó sệt sệt lại. Mình sẽ cho cái me vào chung luôn. Vì mình sử dụng cái me này là cái me mới, cho nên mình làm cái khóm xào me này nó có cái màu rất là đẹp, rất là tươi, không có bị đen đó các bạn. Cái phần gừng nếu các bạn không thích thì các bạn cho ít lại cũng. Và tắt lửa. Phần đậu phộng thì khi nào mà mình dùng thì mình hãy cho đậu phộng vào để nó ngon nha các bạn. Mình không có cho vào đây luôn bởi vì cho thì nó sẽ bị mềm. Như vậy là cái món me ngào chung với khóm mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Vậy là mình vừa chia sẻ cùng với các bạn cách làm món me ngào với khóm rất là thơm ngon. Chúc các bạn làm được một loại nước uống thật thơm ngon nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ.
chúc quý vị luôn vui, khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.